Nguồn lao động dành cho hoạt động sản xuất không hề khan hiếm, tuy nhiên doanh nghiệp lại không thể tuyển dụng, để rồi phải chấp nhận việc tự hạn chế hoạt động của mình, dù là đang trong giai đoạn mở rộng kinh doanh. Nghịch lý này đã và đang diễn ra từ sau những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Nằm tại khu công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, công ty trách nhiệm hữu hạn NCC Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài. Công ty tập trung vào hoạt động chế tạo khung nhà xưởng, khung thép cầu đường, sản xuất kinh doanh vành bánh xe ô tô. Sau 11 năm hoạt động, đến hiện tại, công ty đang trong quá trình mở rộng, thay thế nhiều máy móc giá trị lớn và thực hiện tự động hóa hệ thống. Tuy nhiên, dịch COVID-19 đã khiến công ty bị đè nặng dưới những khó khăn. Mặc dù trong thời điểm dịch bệnh này, nhưng những đơn hàng từ các đối tác quốc tế của chúng tôi vẫn rất nhiều. Chúng tôi đã nhập nhiều máy móc có giá trị hàng triệu đô la, dự định sẽ lắp đặt và mở rộng sản xuất. Tuy nhiên, dịch bệnh khiến chúng tôi không đủ nguồn lực và nhân công để làm điều này. Giờ máy móc vẫn đang phải nằm chờ. Nghịch lý là ở chỗ, nguồn nhân lực dành cho hoạt động sản xuất trên địa bàn mặc dù không hề khan hiếm. Tuy nhiên, doanh nghiệp lại không dám tuyển thêm. Bởi lúc này, việc tuyển dụng lại ẩn chứa nguy cơ dịch bệnh. Bởi vì lao động là khắp các tỉnh đến phỏng vấn thì sẽ sợ là cái lao động đó là đi nhiều nơi rất là phức tạp, vì vậy cho nên là công ty tạm dừng không dám tuyển lao động để vào làm việc. Công ty tôi cũng rất là lo lắng vì công nhân ở khắp mọi nơi chứ không phải tập trung một chỗ để công ty quản lý. Vì vậy cho nên công ty cũng chỉ là hàng ngày truyền đạt nhắc nhở công nhân vậy thôi chứ còn nó không thể quản lý được. Mới đây trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh cũng đã ghi nhận trường hợp nghi nhiễm COVID-19 do tiếp xúc gần với người bệnh và đang chờ những kết quả xét nghiệm cuối cùng để có thể kết luận. Những diễn biến này sẽ lại càng khiến nỗi lo lắng của doanh nghiệp cùng với các cấp chính quyền địa phương tăng lên và khiến những nỗ lực trong việc hồi phục hoạt động sản xuất kinh doanh vốn đã gặp bất lợi nay càng thêm khó khăn.